Hello anh em, đã lâu lắm rồi thì kênh của mình không có một bài review nào về One Piece, nhân vật nào đó ngoài Zoro. Tại vì gần đây mình chỉ toàn sưu tập về Zoro, cho nên những nhân vật khác kể cả Luffy đi chăng nữa mình cũng không review và cũng không unbox. Phải nói là cái ông này là đầu têu của mọi chuyện, mọi diễn biến xảy ra trong One Piece. Tại vì ngay ở tập 1 chúng ta đã gặp cái ông này rồi, và ngay tập 1 ông ấy ngỏm luôn rồi. Và ông ta chính là người đã khởi xướng ra cái thời đại hải tặc này. Đó, Gold D. Roger. Với cái mô hình này ấy, thì thực ra là mình đã mua kèm một đơn với Zoro. Và để có được Zoro ấy, thì họ bán kèm với cái em King of Atlantis Gold Roger này. Cho nên mình mua Zoro thì mình phải mua cả cái em này. Mục đích ban đầu, chủ định ban đầu của mình ấy, thì cái em này liều tiêu thôi. Bia kèm lạc ấy mà, cho nên nó cũng không ăn thua gì cả. Cho nên nhưng mà lúc mà cầm trên tay thì thấy nó đẹp quá. Nó đẹp quá. Cho nên chúng ta có bài review ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng tua ngược lại vài phút trước đó nhé. Với chiếc hộp, chúng ta có King of Atlantis. Đây, King of Atlantis The Gold D. Roger của hãng Bandai Spirit. Một chiếc hộp rất là đẹp. King of Atlantis thì luôn có cái kiểu design đen trắng với những chiếc hộp của họ như thế này. Và King of Atlantis thì thôi khỏi phải nói rồi, chất lượng fix cực kỳ ngon. Cực kỳ ngon luôn nha anh em. Không rõ là cái fix này nó xuất bản năm nào nữa, mình chưa tìm ra. Nhưng mà với những cái hộp fix như này, cái chữ Zai Zai này hay là chữ Grand King ấy, thì thường là họ để những hộp fix này ở trong những cái máy gắp thú. Và thay vì gắp thú bông ở Việt Nam thì họ gắp những cái hộp như này này. Có những người thì may mắn thì vài lượt là có thể lấy được một hộp như này. Nhưng có những người thì mình xem clip trên YouTube ấy, có những người họ phải mất đến vài chục cho đến cả 100 lượt chỉ để lấy một con fix mà họ yêu thích thôi. Cho nên giá nó sẽ dao động rất là nhiều. Nếu mà những người họ gắp giỏi thì họ bán kiếm lời. Còn nếu mà những người mà bỏ ra quá nhiều tiền để mà gắp được một cái em như này ấy, thì thôi tốt nhất là nên để trưng bày đi, bán làm gì, tiếc lắm. Tổng quan về chiếc fix có hai phần chủ đạo. Đầu tiên là phần chân với chiếc quần màu vàng. Thấy luôn cái bộ mà Roger mặc này, quần thì vàng, áo thì hồng, xong áo khoác lại màu đỏ. Mình đã từng nghĩ là ba cái màu này thấy nó đồng bóng vãi nồi luôn ấy, nhưng mà tí lắp lên nhá, nó lại ngon. Thì đây, lắp như thế nào, đơn giản thôi, cứ thế mà nhét vào. Anh em lưu ý một chút là đầu những cái ngón tay này nó có những cái khớp nhỏ nhỏ để gắn vào cái đai lưng ấy. Đấy, lựa một chút cái ngón tay nó ở dưới rồi, nên cứ ấn tịt, ấn mạnh vào cũng được. Đây này, cái ngón tay này nó khớp dưới này. Đấy, ấn mạnh một lần nữa, thế là xong. Cực kỳ là ăn khớp với nhau. Đây, chúng ta sẽ có một cái tổng thể như thế này. Và fix nó cực nặng luôn anh em nhá, cực nặng luôn ấy, đầm tay dã man. Có thể là phần lớn là cái khối lượng nó đến từ cái áo choàng đằng sau như này, nó nặng, cực nặng luôn. Rồi, đây về gương mặt, về gương mặt mình cực thích. Anh em thấy sao? Focus chưa? Rồi. Gương mặt rất đỉnh luôn, từng cái đường nét anh em nhìn thấy rõ là cái phần sơn ở chỗ cái mắt đây này nó rất là nhỏ và chi tiết, ánh lên cái thần thái luôn đấy. Thứ hai nữa là cái phần sơn ở phần cơ bụng này, ổn không, được không, quá được rồi. Chúng ta sẽ lắp kiếm và xem thần thái hơn tí nào không nào. Như nào nhỉ? Đây, kiếm lắp đơn giản lắm. Đấy, thế là xong cái kiếm. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái bay trông lạ đời nhất từ trước. 2000 years later. Với cái bay này thì đây, phần chân chúng ta sẽ vẫn gắn vào đây, nhưng mà sẽ có một cái chỗ để đỡ cái áo choàng từ đằng sau như thế này. Đấy, làm cho nó không bị đổ ngửa đằng sau, nó sẽ đỡ áo choàng như thế này, ngay chỗ này, rất hợp lý đúng không?
Rồi và bây giờ chúng ta có toàn bộ gôn Roger. Chiêm ngưỡng nào. Đẹp mà đúng không? Và ở đây mình thấy nó chả khác quái gì trong cái hộp này cả. Hộp quảng cáo như thế nào thì sản phẩm 9 cho đến 9,5 đạt được gần như cái hộp quảng cáo luôn. Dã man. Vỗ tay. Vỗ tay cho bản này. King of Attit làm quá ngon. Mặc dù nhá, mình không phải là fan của cái ông này đâu, nhưng mà nhìn cái chất lượng của con fix này ngon quá anh em ạ. Không biết là bây giờ nên giữ chơi hay là nên bán lại đây. Rồi anh em thấy bài chi tiết đánh giá vừa rồi thế nào? Mặc dù không chi tiết đâu, mình chỉ toàn khen từ nãy giờ thôi. Nhưng nếu anh em soi ra cái lỗi nào thì hãy comment xuống bên dưới nhá. Và liệu với khoảng 400 cho đến 450k cho một cái figure như này, anh em có đầu tư không? Hãy cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những anh em đã ấn like và subscribe trong những video lần tới. Bye.